Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Vượt Phim TV và mình là Trần Thảo. Ngày hôm nay Thảo lại được đi tham gia sự kiện với sự có mặt của những cái thương hiệu nước hoa khá là gần gũi và nổi tiếng thì các bạn nữ sẽ rất là quan tâm. Và đặc biệt là chủ đề ngày hôm nay Thảo đem đến cho các bạn nữ đó là mùi hương nước hoa dành cho các bạn mà theo đuổi phong cách nữ tính nè, sành điệu nè, hiện đại, và đặc biệt là các bạn từ 18 tuổi chúng ta đã có thể sử dụng rồi. Và hai thương hiệu mà Thảo muốn nhắc đến trong tập vlog lần này đến từ thương hiệu Anna Sui và Salvatore Ferragamo, thì các bạn hãy cùng theo chân Thảo tìm hiểu những mùi hương đó nha. Tại là Thảo sẽ chia sẻ với các bạn một mùi hương, một gương mặt nước hoa hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Anna Sui. Thì bình thường là chúng ta nhắc đến thương hiệu này thì các bạn sẽ nghĩ đến là một dòng nước hoa Fantasia, là những chai nước hoa mà có thiết kế là nàng tiên cá đó mọi người. Thì ngoài cái dòng nước hoa đó ra thì chúng ta sẽ còn một dòng khác, đó là Sky. Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ có là dòng Sky này là phiên bản trước đó, thì mang một cái gọi là hình hài của kinh khí cầu á, là đại diện cho một tuổi trẻ năng lượng là nhiều hoài bão. Thì ở phiên bản trước đó Thảo rất là thích bởi vì màu hồng khá là nữ tính ha mọi người. Nhưng phiên bản mới nhất đó là Cosmic Sky thì được ra mắt vào năm 2022, thì ở phiên bản lần này á Thảo càng thích hơn, đó là màu xanh, nó rất là sky luôn, màu xanh của bầu trời, của hy vọng và sự tự do đó. Thì khi mà xịt mùi hương này ra Thảo khá là ấn tượng, bởi vì những cái nốt hương đầu á là khi tiếp cận với mình nó rất là nhẹ nhàng và nó du dương, khiến cho mình gọi là cảm giác lần đầu tiên á nó rất là ấn tượng, bởi vì nốt hương khá là tươi trẻ nè và thanh thoát của cam bergamot và một chiếu ngọt nữa là của trái lê ha. Thì tầng hương tiếp theo á là có sự xuất hiện của hoa táo, hoa diên vĩ và một xíu nữa ngọt ngào của đường nâu. Thì tất cả cái mùi hương này nó hòa hợp lại với nhau thì tạo ra cho Thảo một cái Cosmic Sky này á, là một mùi hương Thảo cảm thấy là nó trẻ trung nè, hiện đại, tươi tắn và rất là dễ sử dụng luôn. Thì theo Thảo nha, cái chai nước hoa này rất là phù hợp trong mùa hè sắp tới, và Thảo nghĩ là đây là một người bạn đồng hành khá là ăn ý cho tất cả các chị em, bởi vì mùi hương không chỉ quen thuộc nè, dễ dùng mà các bạn có thể sử dụng hàng ngày được luôn, như là đi học nè, đi làm nè. Thì với mùi hương này Thảo tin chắc rằng nó là sẽ hài lòng rất là nhiều chị em, cũng như là cái chai nước hoa này các bạn có thể để bàn rất là dễ thương đúng không? Thì ở đối với chai nước hoa này thì Thảo cảm thấy là rất là phù hợp luôn, là cho các bạn từ 18 tuổi thì chúng ta đã có thể sử dụng rồi. Và thương hiệu tiếp theo mà Thảo tin chắc là khi mà nói đến tất cả mọi người, đặc biệt là những chị em mà thích mùi hương nước hoa nhẹ nhàng mà ngọt ngào á, đều sẽ biết đó chính là Salvatore Ferragamo ha. Thì ba chai nước hoa trên bàn này Thảo nghĩ là không chỉ là những người bạn đồng hành thân thuộc và rất là quen thuộc với các chị em đâu, mà đây là còn gọi là những cái sản phẩm mà bán chạy nhất của cái dòng thương hiệu Signorina ở đây nữa. Thì đầu tiên á là Thảo nhận thấy rằng có phiên bản Signorina Eau de Parfum nè. Thì khi các bạn có để ý không, cái từ màu sắc cho tới mùi hương luôn, Thảo tin chắc là khá nhiều bạn đã trải nghiệm qua mùi hương của em này rồi. Và nhiều bạn nói với Thảo á là những chai nước hoa mà thuộc dòng Signorina là có một điểm chung, đó chính là mùi hương ngọt ngào nè, nữ tính. Ngọt ở đây á là nó xuất phát từ đồ ăn á mọi người, thì đồ ăn vặt, giống như các bạn nữ thích ăn vặt đúng không, thì chúng ta sẽ thích ăn kem nè, ăn bánh ngọt nè. Thì đối với Thảo á thì Thảo không có thích đồ ngọt lắm, nhưng mà khi mà Thảo ngửi đến những mùi hương của những chai nước hoa ở đây nè, Thảo cảm thấy là mình trở nên nữ tính và muốn đi ăn một cái thứ gì đó nó ngọt ngào liền ngay lập tức luôn. Thì đầu tiên ngay ở mùi hương này đem cho Thảo cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì tầng hương nó pha rất là nhiều màu sắc khác nhau, như là có cái sự chua cay nhẹ là của hạt tiêu hồng, sau đó là cái sự gọi là sao ta, nữ tính là tinh nghịch một xíu của bánh panna cotta, rồi có cả hoa mẫu đơn nữa, thì đem lại cho mình cảm giác là một người cô gái khá là tinh tế và hiện đại. Thì ở chai nước hoa này Thảo đánh giá là độ đa dụng phải nói là rất là cao luôn, và các bạn có thể sử dụng mỗi ngày. Và đặc biệt nha, các bạn từ 18 tuổi đã có thể sử dụng em này rồi á. Tiếp theo là một phiên bản cũng rất là nhiều chị em sử dụng luôn, đó chính là Signorina Misteriosa. Thì như các bạn cũng đã thấy á, so với phiên bản Eau de Parfum thì em này mang một cái vẻ ngoài có phần một chút gì đó trưởng thành, huyền bí và hơi gợi cảm đúng không? Thảo nghĩ là không có hơi đâu mà gợi cảm hơn rất là nhiều luôn. Thảo nghĩ là em này khá là hợp với lại độ tuổi từ 22 trở lên, và đặc biệt là ở độ tuổi như Thảo, Thảo cũng rất là thích, bởi vì không còn quá gì gọi là tinh nghịch hoặc là ngây ngô nữa, mà mình đã có những cái nốt thăng trầm trong cuộc sống rồi. Thì những cái nốt hương chính của em Misteriosa này đó là mâm xôi nè, vani, kem tươi, và đặc biệt là có nốt mắt hương nữa, tạo cho mình một cái chút gì đó ấm ấm và gần gũi ở những cái nốt hương cuối cùng. Và so với lại Signorina Eau de Parfum thì em Misteriosa này Thảo cảm thấy rất là phù hợp với Thảo luôn, bởi vì là ngoài cái nét trẻ trung hiện đại nữ tính ra thì em này
có thêm một cái nét gọi là gợi cảm, là có một chút gì đó hơi huyền bí, là từ nốt hương của hoa cam và hoa huệ nha. Thì nếu như cho Thảo lựa chọn giữa Mystery Osa và Signorina Eau de Parfum á, thì Thảo nghĩ là Thảo sẽ không lựa chọn mà Thảo sẽ chọn luôn cả hai, bởi vì hai mùi hương này mang hai sắc thái cũng như là cái độ tuổi đánh dấu những cái cột mốc trong cuộc sống của mình nó hoàn toàn khác nhau. Thì nếu như em này chúng ta có thể sử dụng hàng ngày thì em Mystery Osa này thì rất là phù hợp nếu như mà các bạn sử dụng để mà đi tiệc tùng, đi hẹn hò nè, những cái nơi mà nó đòi hỏi không gian sang trọng một xíu nè, hoặc là mình có máy lạnh, hoặc là thời gian không gian địa điểm nó thoáng mát mùa thu đông, thì đây là một sự lựa chọn mà Thảo thấy là phải có trong tủ nước hoa của các chị em, đặc biệt là các chị em mà yêu thích mùi hương ngọt nha. Và cuối cùng là một gương mặt, trời ơi, phải gọi là rất là nữ tính luôn đó. Thì nếu như là Thảo nha, thì Thảo sẽ sắp xếp thứ tự đầu tiên là Signorina Eau de Parfum trước, sau đó sẽ là Rebel và cuối cùng mới là Mystery Osa. Bởi vì sao? Bởi vì em này là một mùi hương gọi là đứng giữa nè, trung tính, trung lập giữa cái sự trẻ trung và ngây thơ của phiên bản Signorina Eau de Parfum và cái sự trưởng thành già dặn của Mystery Osa. Thì em này mang cho mình những cái nốt hương cũng rất là ngọt ngào, từ kem tươi nè, vani, nhưng mà mình có hoa đại nè. Ngoài ra mình có nốt hương của hoa ngọc lan tây và hoa sứ, thì tạo nên cho một cô nàng này có một nét gì đó rất là cân bằng, hiện đại, trẻ trung nhưng mà vẫn giữ được cái nét nữ tính của gọi là bản chất, gọi là cái gì ta, cái thương hiệu luôn của dòng nước hoa Signorina ha. Và ở mùi hương này Thảo cảm nhận là phù hợp nhất ở lứa tuổi 20 nha mọi người, thì tầm như Thảo cũng rất là thích. Thì nếu như mà phải lựa chọn ba em này, Thảo thật sự là rất là khó luôn. Đừng có bắt chị em phụ nữ phải lựa chọn những cái thứ mà đẹp đẽ xung quanh mình hết, hoàn toàn là phụ thuộc vào sở thích, phong cách cũng như là thói quen sử dụng nước hoa của mọi người thôi nha. Hello Tú Hảo, trời ơi, Thảo xin giới thiệu, mình là Thảo đến từ nước hoa Nam Bộ Phương nha. Yeah. Thì Thảo đang quay ở đây và bắt gặp Tú Hảo đang rất là say sưa thưởng thức những mùi hương ở đây, thì không biết là điều gì nếu chân Thảo đứng tại đây vậy? Xin chào mọi người đang xem clip và mình là Tú Hảo. Hiện tại là Thảo đang có mặt tại pop-up store của nước hoa Salvatore Bergamo tại Crescent Mall quận 7, và Thảo đang có mặt ở đây cùng với tất cả các bạn đang rất là nhộn nhịp. Mọi người có thể thấy không khí xung quanh, và Thảo nếu chân Thảo ở đây là Thảo thấy được là cái quầy đây rất là dễ thương. Thảo thấy được là có tận 3 mùi hương, và thật sự là ở nhà Thảo cũng đã dùng một cái mùi này của Eau de Parfum rồi, nhưng mà Thảo thấy được sự nữ tính ở trong đó. Và bây giờ Thảo tò mò thêm là có 2 mùi mới, bây giờ Thảo đang thử cái mùi này và Thảo thấy là Thảo rất là ấn tượng với cái mùi hương này. Tại vì một phần nữa là cái thiết kế của nó rất là đầm thắm nè, rất là huyền bí, màu đen huyền bí nó phù hợp với bộ đồ ngày hôm nay của Thảo mặc khi đến đây. Và cái mùi của Thảo thích nữa là có một cái gì đó nó vừa nữ tính, mà gọi hồi nãy Thảo cũng nói là giống như cái màu sắc là rất là huyền bí, đúng rồi. Nó khi mà bây giờ là cái tầng hương giữa nè, Thảo thấy nó cũng có một xíu ngọt, nhưng mà nó ngọt dịu hơn và rất là nhẹ, và cảm thấy rất là thoải mái. Và Thảo nghĩ là cái mùi này sẽ phù hợp cho những buổi tiệc đêm hoặc là đi dating với chàng, nó sẽ phù hợp tại vì nó vừa quyến rũ vừa sexy và có một cái gì đó nó bí ẩn ở trong đó. Và Thảo nghĩ là những cô nào mà chuẩn bị có 8 tháng 3 đi hẹn hò cùng chàng thì mùi này sẽ phù hợp. Dạ. Rồi tính ra là Thảo đã nói hết những cái gì mà Thảo định hỏi luôn á. Trời, là một cô nàng rất là yêu mùi hương luôn. Và sẵn hôm nay Thảo sẽ gặp Tú Hảo ở đây á, thì Thảo muốn gửi lời chúc cho Tú Hảo là luôn luôn xinh đẹp, thành công trong công việc và phải luôn thơm nha. Dạ. Và sắp tới là 8 tháng 3 cũng sẽ được những phần quà mình mong muốn và nhận được sự yêu thương từ mọi người nha. Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Cảm ơn chị, và Thảo cũng xin gửi lời chúc đến các bạn nữ đang xem clip này là có một mùa 8 tháng 3 rất là vui, rất là hạnh phúc và sẽ được nhiều sự yêu thương đến chàng. Hello Linh Tiêu, Thảo vừa vào dạo vòng ở đây thì Thảo đã bắt gặp một cô gái rất là dễ thương và mặc đồ rất là hợp với lại concept của chai nước hoa ngày hôm nay. Thì không biết là với chai nước hoa mới lần này thì điều gì làm cho Linh Tiêu thú vị về nó? Đầu tiên là về cái packaging của mùi nước hoa này thì rất là đẹp, trông nhìn rất là bắt mắt. Mình chưa thấy một chai nước hoa nào mà trông nhìn giao diện của nó có thể decor được như này luôn. Cái thứ hai là mùi nước hoa là mùi hương trái cây ngọt ngào, nữ tính. Nó rất là dễ thương ấy. Nó mùi kiểu trái cây ngọt ngào và nó khá là phù hợp với cả mùa hè. Đúng rồi, rất là đáng yêu mà nó không kiểu bị ngọt gắt quá. Nó vẫn rất là nhẹ nhàng, trẻ trung. Ngoài cái bộ đồ ngày hôm nay Linh Tiêu mặc, nếu như là sau này mình có sử dụng mùi hương này á, thì Linh Tiêu nghĩ là mình sẽ phù hợp với phong cách nào nữa, hoặc là không gian địa điểm mà mình sẽ đi đến? Mình nghĩ là mùi nước hoa này thì sẽ hợp với bạn gái nào mà có vai kiểu girly này, nhẹ nhàng các thứ, xong rồi sẽ đi những cái sự kiện đi học hàng ngày này, hay là đi những cái sự kiện vào ban ngày thì sẽ rất là phù hợp. Nó đa dụng. Nó rất là đa dụng. Vậy mùi hương này thì theo Linh Tiêu suy nghĩ thì thì nó sẽ phù hợp từ lộ tuổi nào trở lên?
theo như mình là sẽ độ tuổi từ 25 trở lên, bởi vì là nó khá là trẻ trung, nó ngọt ngào đáng yêu kiểu New Jean. Sau sắp tới đây thì Thảo muốn chúc là Linh Tiêu sẽ có được những cái bước tiến trong sự nghiệp của mình nè, trẻ trung và phải thơm nha. À, luôn luôn thơm nha. Và sắp tới là 8 tháng 3 Thảo cũng muốn gửi lời chúc đến Linh Tiêu luôn, là mình sẽ được nhận nhiều sự yêu thương, nhiều những món quà từ những người mà yêu thương của mình nha. Đặc biệt là các bạn nữ nha. Đúng rồi, các bạn nữ. Thì follow của mình đa phần là các bạn nữ, nên hy vọng là các bạn nữ xung quanh mình cũng như là Thảo sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Thì đó là tất cả bốn mùi hương mà Thảo muốn đem đến cho mọi người, đến từ thương hiệu Anna Sui nè, Salvatore Ferragamo. Thì bật mí cho mọi người luôn, hiện tại Thảo đang có mặt tại Grayson Mall, quận 7. Và nếu như mà các bạn có thời gian thì chúng ta có thể ghé đến khu vực của hai thương hiệu này để mà chúng ta có thể trải nghiệm là mua sắm. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều hoạt động, ví dụ như là khắc tên lên chai nước hoa khi mà mua sắm nè, hoặc là bài tarot. Thì ngoài ra là chúng ta còn có những cái deal, những cái mã khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn. Và các bạn có thể thỏa thích mua sắm thử mùi ở nơi đây nha. Thời gian diễn ra là từ đây cho đến hết tháng 3, cho nên các bạn phải nhanh chân lên để làm một trong những người đầu tiên trải nghiệm và khám phá những cái mùi hương ở đây, đặc biệt là Anna Sui, một mùi hương Cosmic Skies mới nha. Và sau khi xem chiếc vlog này, nếu như các bạn có những ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc là muốn Thảo review bất kỳ về một mùi hương nào đó thì đừng ngần ngại comment bên dưới chia sẻ Thảo biết nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Mùi Hương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Còn mình là Trần Thảo, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.